Chào các bạn, ở video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái tiện ích à, xử lý file sao kê ngân hàng ngay trên ứng dụng Nibot Với cái tiện ích này thì người dùng chỉ cần upload file à, sao kê giao dịch của các ngân hàng hiện nay Chẳng hạn như là ACB, Vietcombank, SCB, BIDV hoặc là những cái ngân hàng khác đi Thì sau khi mà mình upload lên file Nibot sẽ tiến hành phân tích và trả về các cái dòng chứng từ để mình có thể import dễ dàng vào chứng từ gốc trên phần mềm Smart Pro mà không gặp phải những vấn đề về cái đỉnh dạng hoặc là những cái cột nào mà đang bị thiếu thông tin. Rồi, thì cách thức mình tiến hành như sau. Mình sẽ vào ứng dụng Nibot. Ở phần ứng dụng Nibot mình sẽ chọn phần là sao kê ngân hàng. Ở phần sao kê ngân hàng này mình sẽ tiến hành thu thập các cái file excel trước, chẳng hạn mình sẽ có một thư mục ngân hàng của các ngân hàng mình có giao dịch của công ty tài khoản công ty. Sau đó mình sẽ chọn tiến hành là upload file excel sao kê ngân hàng. Rồi, ví dụ mình chọn một file này. Thì khi mà mình tiến hành upload xong á thì ứng dụng cũng sẽ tự động cập nhật các cái dòng lệnh giao dịch đó cho mình. Chẳng hạn như trường hợp này là ngân hàng SCB thì tài khoản mình đang đặt là 1121 trong trường hợp mình cần đổi cái mã tài khoản này thì mình chỉ cần tích vào nút chữ cây cây bút này, mình chọn là SCB chẳng hạn. Rồi xong mình nhấn cập nhật. Thì tất cả những cái ghi nợ và ghi có thì ứng dụng Nibox cũng sẽ tự động tiến hành phân tích và cập nhật lại cái tài khoản này cho mình. Và một điều đặc biệt nữa là sau này mỗi lần mà mình có cập nhật thêm cái file sao kê của ngân hàng SCB nữa chẳng hạn thì ứng dụng cũng sẽ tự động mặc định tài khoản nợ và tài khoản có tương ứng với ghi nợ và ghi có là 1121 SCB luôn. Rồi, tiến hành chẳng hạn như bây giờ mình sẽ lấy tiến hành cập nhật một cái file sau kê nữa là của ngân hàng Vietcombank chẳng hạn. Thì trước đây mình có đặt mặc định của tài khoản Vietcombank là 1121 Vietcombank rồi. Thì khi mình chọn lại một cái file của Vietcombank mới đi thì ứng dụng cũng sẽ tự động mặc định là 1121 Vietcombank luôn. Thì đó là cái tính năng là lưu cái tài khoản ngân hàng để mình không phải nhớ sau này. Và như vậy là khi mà mình có cái file này thì mình sẽ tiến hành kết xuất cái file này ra Excel để mình có thể bổ sung thêm một số cái nghiệp vụ trước khi mình đưa vào phần mềm kế toán Smart Pro. Thì để kết xuất thì ở mình ở góc phải này có phần là kết xuất. Rồi, mình sẽ mở cái file này lên. Thì khi mà kết xuất file này thì cái định dạng cấu trúc đã được tự động điều chỉnh và khớp với phần mềm kế toán Smart Pro thì mình chỉ cần tiến hành đưa file này bằng công cụ F8F là mình có thể đưa vào phần mềm kế toán Smart Pro hoàn toàn đúng định dạng giống như mình nhập liệu. Rồi. À, vì đây là một cái tiện năng xử lý file nên thông thường khi mình upload một cái file mới thì ứng dụng sẽ tự động xóa cái dữ liệu cũ đi và tiến hành xử lý uh, cái file cho mình. Thì mình cứ tiến hành uh, cung cấp file lên xong rồi mình sẽ cứ thay thế các file để mình kết xuất ra dữ liệu thì ví dụ có dữ liệu của một quý thì mình upload dữ liệu một quý của cả năm thì mình upload dữ liệu cả năm xong sau, sau khi ứng dụng Libot xử lý rồi mình sẽ tiến hành làm một số thao tác điều chỉnh liên quan đến các nghiệp vụ kế toán đó gắn vào tài khoản có hoặc là tài khoản nợ còn thiếu thì như vậy là mình đưa vào phần mềm rất là nhanh chóng và không cần lo vấn đề về định dạng nữa rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm đến ứng dụng Libot à, theo dõi kênh để sau này mình có thể cập nhật những cái tính năng mới nhất của cái ứng dụng Libot cũng như, như là phần mềm kế toán Smart Pro.